Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Lâm Hằng đang thiêu thiêu ngủ, giật mình tỉnh giấc. Chị rón rén ngồi dậy thật nhẹ nhàng, vì sợ đánh thức bé Họa Mi đang ngủ say bên cạnh. Bước nhẹ sang phòng bên, chị thấy cửa vẫn mở hé. Chiếc giường trống trơn vì Thuyên chưa về. Đã lâu rồi, chắc 4-5 năm gì đó mà Hằng chẳng muốn nhớ nữa. Hai vợ chồng không còn ngủ chung với nhau. Thuyên nằm một mình, còn Hằng sang ngủ với con. Thời gian đầu, mỗi khi đi nhậu về khuya, trong cơn say chất choáng, Thuyên thấy thèm thân thể vợ nên mò sang gõ cửa gọi Hằng về phòng. Đây là một thói quen của chồng mà chị ghét cay ghét đắng. Ngày trước, Hằng luôn phải oằn người chịu đựng chuyện này như một cực hình. Thuyên đi làm cả ngày, chiều tan sở tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Đêm về cứ để nguyên quần áo đi nằm, không chịu tắm rửa. Mùi bia rượu thuốc lá trộn lẫn với mồ hôi chua loét, hơi thở nồng nặc, khiến Hằng nhiều lúc muốn ói. Chung chạ kiểu đó chẳng vui thú gì, chỉ có cảm giác tẩm lợm và thấy mình không hơn một vật giải trí cho chồng khi hướng tình. Ngày qua ngày, chị dần mất đi cảm giác với Thuyên. Sau này nghe tiếng đập cửa, Hằng vẫn nằm im, giả vờ ngủ. Sau nhiều lần thấy vợ bất hợp tác, thì anh chán nản và nổi cơn tự ái nên không gọi nữa. Thói thường, đàn ông thấy vợ thoái thác chuyện chăn gối thì sẽ thắc mắc, cố tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng Thuyên thì không vậy. Có lẽ anh không thiếu nơi để giải quyết nhu cầu. Sau giờ làm, bạn bè rủ nhau đi nhậu, tăng một, rồi tăng hai, rồi sa đà vào những cuộc mây mưa, tình một đêm. Hoặc nếu không thì cũng tìm khoái lạc với gái gọi. Thuyên sinh hoạt bê tha, vô trách nhiệm, như thể vẫn đang là trai chưa vợ. Trong khi đó, Hằng cũng đi làm như chồng, lại phải lo chuyện nhà cửa, cơm nước, đưa đón con đi học mà không thể giao phó cho ai. Trăm việc không tên, một mình cán đáng, khiến chị thường xuyên căng thẳng vì quá tải. Nhưng Thuyên thì tỉnh bơ, vô tư đi làm, rồi chơi bời bù khú với bạn bè, không hề có ý thức gì trong việc vung quén gia đình nhỏ của mình. Ở cái thị trấn huyện lỵ bé xíu này, hầu như mọi người đều quen biết nhau. Quay qua quay lại là chạm mặt. Không ít lần, bạn bè mách với Hằng, họ bắt gặp cảnh Thuyên đèo đàn bà lạ diêm dúa, ngồi sau xe, ôm eo, ngã ngớn. Nên hầu như những chuyện Thuyên làm, Hằng đều biết cả. Lúc mới lấy nhau thì chị còn phản ứng. Hai người nhiều lần xung đột căng thẳng, chị phê phán, nhắc nhở, thậm chí gây gổ. Thuyên luôn hứa sẽ thay đổi cách sống, nhưng sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí theo thời gian, thói xấu càng ngày càng gia tăng, lộ liễu, đến mức không buồn giấu giếm. Anh phân bua, đi làm á thì phải có giao tiếp khách khứa, không ăn nhậu thì làm ăn được với ai? Hằng hỏi. Ngủ với bồ, với gái làm tiền, cũng là để giao tiếp làm ăn sao? Thuyền chống chế. Làm gì có chuyện đó, em nghe ai nói? Bằng chứng đâu? Tính Hằng trầm lặng, chị không thích đôi co gây gỗ. Tâm lý chán nản mệt mỏi kéo dài khiến lòng chị ngày càng dửng dưng nguội lạnh. Tình yêu một thời cũng dần tan theo mây khói. Cho đến một ngày thì chị phát hiện ra mình không còn cần chồng nữa. Bạn bè thân thiết trách cứ Hằng quá dễ dãi, nên Thuyên mới có cơ hội đổ đốn như thế. Nhưng dẫu sao thì Hằng vẫn là phụ nữ. Chị còn chưa đến tuổi 40, vóc dáng cân đối, ngực nở, eo thon, gương mặt ưa nhìn. Chỉ có đôi mắt màu xám biết cười, vô cùng quyến rũ. Vì đi làm công sở
nên chị vẫn ăn diện tươm tất như bao nhiêu phụ nữ biết làm đẹp khác. Là một phụ nữ đoan trang, truyền thống, Hằng biết không thiếu gì những ánh mắt lén lút ngắm nhìn mình. Nhưng chị thản nhiên vờ như không biết. Nhiều lúc quan sát các cặp vợ chồng bạn bè, đồng nghiệp, Hằng bâng khuâng tự hỏi, có ai giống cảnh của mình không vậy? Chị thừa hiểu, trong bề ngoài thì gia đình nào cũng tỏ ra vui vẻ, đầm ấm. Nhưng có chắc là vậy không? Hay chỉ là che mắt thế gian, diễn tuồng hạnh phúc? Phải ở trong chăn mới biết chăn có rợn, còn gia cảnh mỗi người thì nhà ai nấy biết. Là một phụ nữ khỏe mạnh, Hằng cũng có những khao khát của riêng mình. Nhiều đêm chị thao thức trằn trọc không ngủ được, nằm ở phòng bên đây nghe tiếng ngáy khò khè của Thuyên vang lên từ phòng bên kia trong giấc ngủ mê mệt sau cuộc chơi lăn lóc với một ai đó. Hằng chán nản và thấy thương cho thân mình. Chị tự dằn vặt, phải chịu đựng cảnh này cho đến bao giờ? Bây giờ thì chị trở nên lạnh nhạt, vô cảm khi ở gần Thuyên. Hai người sống chung nhà nhưng không chung giường. Họ ngầm chấp nhận điều đó như một thực tế chưa thể thay đổi. Không ai muốn trò chuyện với ai, ngoại trừ những trao đổi cục ngủng về con cái. Nhiều đêm, đôi khi Hằng có những giấc mơ nóng bỏng khi thấy được một người đàn ông nào đó lạ mặt, ôm ấp mơn trớn. Chiêm bao sống động đến nỗi sự đòi hỏi thân xác đột nhiên trỗi dậy, khiến chị choàng tỉnh giấc trong tiếc rẻ, ngỡ ngàng. Nhưng khi nghĩ đến chồng đang nằm một mình sóng xoài bên kia thì cảm giác ngao ngán, chán chường quay về làm chị sực tỉnh và nguội lạnh đi nhanh chóng. Nhưng không lẽ cứ an phận sống cảnh buồn bã hẩm hiu như vậy để chờ đợi những ngày xuân sắc trôi qua hết? Những đêm nằm cô đơn, Hằng biết mình vẫn cần một hơi ấm trong vòng tay quấn quýt, cần những tiếng thủ thỉ yêu thương của một ai đó bên tai, và hiểu rằng bản thân không thể cam lòng chấp nhận thời gian lặng lẽ trôi đi một cách vô ích. Bây giờ thì Hằng thường xuyên thức khuya, chẳng phải với lý do chờ chồng, chỉ đơn giản là vì chị đã có một niềm vui khác. Đó chính là Nguyễn Minh Khôi, một người tình trên mạng chưa từng gặp mặt, nhưng đã là một phương thuốc hiệu nghiệm xoa dịu nỗi cô đơn trống trải lâu nay. Chị tự trấn an, chỉ là quen biết, gặp gỡ online thì có sao chứ. Nhưng lâu dần, những cuộc hẹn đêm khuya đã trở thành niềm vui sống không thể thiếu. Hôm đó, trong một đêm mất ngủ, Hằng ngồi lì cả giờ trên mạng. Thường thì chỉ xem tin tức, các clip hài trên YouTube hoặc Facebook cho đỡ buồn. Mãi cho đến khi vô hộp thư, dọn dẹp thư rác thì mới phát hiện một thư quảng cáo dịch vụ hẹn hò qua mạng ở đó từ bao giờ. Không hiểu sao, có gì đó thúc đẩy chị click vào với tâm trạng hồi hộp như sắp xem một phim ma hiếm hoi trên Netflix. Một thế giới lạ lẫm mà Hằng nghe nói nhiều nhưng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hiện ra trước mắt. Sau một lúc đắn đo, chị tự nói thầm, giải trí thôi thì chắc không sao đâu nhỉ, với lại mình duyệt web ẩn danh mà. Và Hằng đánh bạo quan sát mọi người rao tin tìm kiếm bạn tình. Chỉ vài phút lướt xem các hồ sơ, các tin nhắn trao đổi thông tin của cả nam lẫn nữ, chị thực sự choáng váng vì cách người ta thản nhiên phô bày tâm tư mà không hề thấy xấu hổ. Có lẽ trên màn ảo này chẳng ai thực sự thấy mặt ai, nên họ cứ vô tư bộc lộ ước muốn thầm kín, đôi khi cả sự dung tục bằng thứ ngôn ngữ trần trụi, với hy vọng tìm thấy ai đó phù hợp.
cánh đàn ông trên này hiện nguyên hình là những gã thợ săn đàn bà. Nói chuyên nghiệp hơn thì họ giống như những tay ngư ông lão luyện, thành thạo nghề đánh bắt cá. Không hiếm chị em tham gia cũng tự giới thiệu bằng cách khoe mình có nhu cầu ham muốn tình dục cao, tự phô trương thân thể bằng những tấm ảnh hở ngực mời gọi, mà không ai biết chắc đó là ảnh chính chủ hay hàng fake. Hằng chợt thoáng nghĩ, có khi nào Thuyên cũng là một thành viên trong đám người này? Chị lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Sau khi dạo một vòng chán chê, Hằng ngao ngán nhận xét, cả đống đàn ông trên này chỉ để tìm tình một đêm mà thôi. Và chị quơ đũa cả nắm khi cho rằng chẳng có ai ra hồn, tất cả đều là lũ dâm ô trụy lạc. Định đóng trang mạng, nhưng Hằng chợt để ý tới một hồ sơ hình như mới tạo. Đàn ông lớn tuổi tìm bạn nghiêm túc, mà cái tiêu đề nghiêm túc thật khiến chị tò mò, nên cuối cùng quyết định vô xem trước khi tắt máy. Hồ sơ của anh chàng đó như sau: tên Khôi Nguyễn, 38 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, nơi làm việc thành phố Nha Trang, hoàn cảnh gia đình ly hôn 3 năm, mục đích tìm một người bạn khác giới để yêu, có thể tiến xa hơn, tính cách nghiêm túc, xin đừng đùa giỡn. Phần thông tin ngắn gọn và rõ ràng, nhưng trong một tính cách thì khiến Hằng mỉm cười. Thường thì phụ nữ mới sợ trêu đùa, chứ đàn ông thì mất gì mà sợ nhỉ. Nhưng nhìn tấm ảnh chụp nguyên người không rõ mặt, vóc dáng thư sinh, cũng khiến chị có cảm tình đôi chút. Không biết các chi tiết trên là thật hay giả, nhưng có gì đó khiến người xem cảm thấy yên tâm, vì nó toát lên sự đàng hoàng, nghiêm chỉnh thật sự. Suy nghĩ 5 phút, Hằng quyết định tạo một account để thử trò chuyện với người này. Chị nhủ thầm, nói chuyện trên mạng cho vui thôi mà. Nó là ảo, nên cứ cẩn thận thì chắc không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Hằng viết: tên Thu, 36 tuổi, nhân viên văn phòng. Thu là chữ lót tên của chị. Nơi làm việc: Ninh Thuận. Hoàn cảnh gia đình: ly thân 5 năm. Mục đích: tìm bạn bè để tâm sự. Tính cách: nghiêm túc, xin đừng đùa giỡn. Hằng lấy một tấm ảnh trên mạng đưa vào hồ sơ, bắt chước anh chàng kia, chỉ mô tả bản thân thật ngắn gọn, kể cả phần tính cách cũng viết giống y chang. Ngay đêm đó, lần đầu tiên trong đời, chị chủ động gửi đi một tin nhắn yêu cầu kết bạn với trai lạ. Cho mình làm quen với bạn nhé. Chưa đầy 30 giây sau, phản hồi từ phía bên kia xuất hiện với câu trả lời còn ngắn hơn. Hình như anh ta đang ngồi chực sẵn để vớt cá sau khi thả lưới hay sao ấy. Hằng bật cười với ý nghĩ đó. Tại sao không chứ? Và sau đó khoảng 5 giây, xuất hiện tiếp theo liền câu thứ hai, dài hơn một chút. Bạn ở đâu thế? Con cái nhà ai? Hằng cười thành tiếng. Chị nghĩ tên này cũng đáo để đây. Chị gõ nhanh một câu, không ra câu hỏi, mà cũng chẳng giống câu trả lời. Chát chít chuyên nghiệp nhỉ? Lần này cũng nhanh không kém, gã choang ngay một câu trả lời: tự ái nha, chưa gì đã muốn gây sự rồi. Im lặng một chút, gã trai chợt hỏi một câu hơi kỳ cục: đàn bà con gái thức khuya làm gì? Không sợ da mặt xấu đi à? Chị nhăn mặt, nghĩ tin này nhiều chuyện thiệt, nhưng cũng trả lời: chịu thôi, ngủ không được thì biết làm sao, mà không thức khuya thì sao quen bạn? Ừ nhỉ, cũng phải.
Mỹ chồng đâu? Ngủ trong phòng bên kia. Chắc cũng có suy nghĩ gì đây, nên anh chàng hỏi tiếp. Có gì nguy hiểm không? Mình sợ bị chém lắm. Chẳng có gì nguy hiểm, nhưng nếu sợ thì thôi vậy. À không, hỏi cho chắc vậy mà. Đã ghi là ly thân mà cứ hỏi hoài. Hằng thấy anh chàng nhanh nhẩu thật, hơi bực nên chị hỏi lại cục ngủng. Thế còn ông? Có vẻ phật ý, hắn trả lời với giọng điệu nghiêm trang. Gọi bằng ông nghe xa cách quá, không thích. Ai ở nhà người nấy, tôi cũng đã nói ly hôn rồi mà. Sau hơn nửa giờ tám chuyện, hai người thỏa thuận kết bạn làm quen, coi như là thử nghiệm chứ chưa hứa hẹn điều gì. Cuộc gặp gỡ sơ bộ diễn ra nhanh chóng như thế. Dĩ nhiên Hằng còn lui tới trang hẹn hò này thêm vài lần nữa trước khi say ao nó vĩnh viễn mà không quen thêm một ai khác. Cả Khôi cũng thế, anh ta nói vậy. Chị nghĩ thầm, trên thế gian có cả đống người, sao mình và đúng ngay tên này trên mạng lúc nửa đêm, kể cũng lạ nhỉ. Suốt một thời gian dài, hai người vẫn giữ lối nói chuyện dấm dẳng và cộc lốc như thế. Nhưng Hằng thấy thích. Anh chàng nghĩ sao nói vậy, không có hoa hòe hoa sói gì hết. Chị cảm nhận Khôi là một chàng trai thông minh, hóm hỉnh và rất thú vị. Riêng Khôi thì anh biết Hằng cũng chẳng phải phụ nữ hiền lành gì. Có lần chị hỏi Khôi, ngoài Hằng ra Khôi còn quen ai trên này? Chẳng có ai nữa hết. Xạo, Khôi giải thích. Thật ra thì nhiều lắm, Khôi lựa vài người để phỏng vấn, nhưng chẳng có ma nào lọt qua được vòng gửi xe, nên họ out of game hết rồi. Có phách lối ghê chưa? Khôi khẳng định chắc nịch. Hằng là số một và duy nhất của Khôi. Lại xạo nữa. Thiệt mà, không tin thì thôi. Quen Khôi có mấy ngày, Hằng ngạc nhiên phát hiện ra đó là một anh chàng khá điển trai, kiến thức rộng, rất nhạy cảm và có hơi lập dị. Nhất là cách nói chuyện thì vô cùng hài hước, không giống ai hết. Chị không tin mẫu đàn ông như anh mà lại gặp trắc trở chuyện tình duyên. Nhiều lúc chị nghi hoặc về lý do bị vợ chán chê của anh chàng. Nhưng dù sao thì tất cả cũng chỉ là lời nói, bắt nguồn từ những lần trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Phải gặp gỡ trực tiếp thì may ra mới có cơ hội để bóc mẻ được anh ta. Nghĩ thôi, chứ chị cũng chưa từng tưởng tượng rằng cả hai sẽ gặp nhau thật ngoài đời. Có lẽ khoảng cách địa lý tới hơn 100 cây số cũng là một thứ rào cản hữu hiệu. Sau vài ngày thì Khôi chủ động yêu cầu nói chuyện bằng Messenger, để thỉnh thoảng còn có thể gọi video nhìn nhau một chút. Quen nhau được nửa năm, vài lần thấy nhau qua phone hay máy tính, nhưng chưa từng có ai đề cập hẹn hò ngoài đời thật bao giờ. Có lẽ hai người cũng hiểu rằng chưa đến lúc. Còn bây giờ thì cũng chưa có ai có nhu cầu đó. Cũng có thể do mối liên kết này là ảo nên chưa ai tin rằng có thể tiến xa hơn. Nhưng dù sao, những đêm thì thầm tám chuyện trên trời dưới đất cũng khiến Hằng thấy trái tim ấm áp một thứ tình cảm thân thuộc và lãng mạn như thuở còn con gái. Khôi thì bảo rằng lâu rồi, dù chỉ nói chuyện suông, nhưng anh thấy đầy đủ và vui lắm. Thức đêm hoài cũng mệt chứ, nhưng không ai nghĩ tới chuyện chấm dứt hẹn hò chỉ vì mệt. Khôi có vẻ không thoải mái với chuyện ly thân của Hằng, nhưng anh cũng chỉ hỏi Hằng đúng một lần. Chuyện vợ chồng em thế nào?
có thể nói không? Không hiểu sao đêm đó Hằng cũng trút hết cả nỗi lòng, những uất ức và thất vọng trong cuộc sống của mình. Chỉ có mình chị kể chuyện, anh yên lặng không nói gì. Hằng thấy cảm ơn và có chút ngạc nhiên, không hiểu sao lại có một người kiên nhẫn lắng nghe mình lảm nhảm suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Mới nửa năm quen biết mà cả hai dường như hiểu rõ nhau từng chân tơ kẻ tóc, dù chỉ qua trò chuyện trong những đêm không ngủ. Cho đến lúc Hằng chợt nhận ra Khôi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng dù không còn yêu chồng, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ thực sự phản bội anh. Để phát sinh tình cảm trong tư tưởng với một người khác cũng đã là một hình thức ngoại tình. Nhưng có lẽ chỉ đến thế. Hằng tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gặp mặt Khôi ngoài đời để cùng nhau lên giường. Mà chỉ nghĩ thế thôi cũng đã có cảm giác xấu hổ, tội lỗi rồi. Nên chị luôn hấp tấp xua tan những ý nghĩ xấu xí ngay khi chúng manh nha xuất hiện trong đầu. Chỉ cần ở đâu đó trên thế gian này có người quan tâm, lo lắng và yêu quý mình là đủ khiến chị mãn nguyện. Điện thoại Hằng rung lên báo có tin nhắn. Trên màn hình xuất hiện một message: anh tiếp khách khuya quá nên không về, em khóa cửa ngủ đi. Chị liếc nhanh dòng thông báo mà chẳng thèm mở máy. Hằng ngồi vào bàn và bật nguồn laptop. Chị mở Messenger trong Facebook, thấy đèn trạng thái của Khôi vẫn xanh lè. Chị gõ nhanh: Khôi ơi, chưa ngủ hả? Không đầy 3 giây, bên kia trả lời liền: dĩ nhiên là chưa, anh đang đợi em. Cả hai người quy ước rằng vì lý do an toàn, nhằm tránh sự để ý, thì khi đến giờ hẹn, Hằng sẽ luôn là người gọi trước. Dĩ nhiên là cũng có ngoại lệ. Nhiều lần Khôi gấp gáp gọi đúng ngay lúc Hằng và Thuyên đang đôi co vì chuyện đưa đón con trễ giờ. Anh nhắn lại: bây giờ anh gọi bằng phone nhé. Dạ. Chiếc phone trên bàn rung lên. Mới vào, Khôi đã nói ngay: đêm nay em vô trễ quá. Dạ, bữa nay em bận quá nên hơi mệt, lúc nãy ngủ quên, đừng giận nhé. Không sao mà. Khôi nói tiếp liền: anh sắp đi công tác trong Phan Thiết. Ồ vậy à, đi bằng xe khách hả anh? À không, anh đi xe công ty. Chưa bao giờ Khôi kể cho nàng nghe về những chuyến đi công tác. Hằng cũng không bao giờ hỏi. Vì dù đi hay ở nhà thì đêm nào hai người cũng gặp nhau kia mà. Nên đối với chị, Khôi đi đâu không quan trọng. Hôm nào anh đi? Có lẽ đầu tuần sau, khoảng 6 ngày nữa. Dạ. Và không ai nói với ai thêm câu nào. Một lúc chợt Khôi bảo: Hằng à, anh muốn thấy em. Chi vậy? Nhớ. Không được sao? Hằng bấm vào video. Chị thở nhẹ: em cũng nhớ anh. Khôi nhìn chị hỏi liên tiếp: tối nay trông em phờ phạc vậy, có chuyện gì không? Không anh à, chắc tại em mất ngủ. Cả hai lại yên lặng một chút. Khôi nói chậm rãi: anh nhớ em từng giây, từng phút, từng giờ. Xạo quá đi. Thiệt. Ngồi trong toilet cũng nhớ. Thấy ghê. Thiệt mà. Rồi cả hai lại cùng im lặng, nghe rõ cả tiếng thở của nhau trong phone. Hai người nói chuyện thêm chút nữa thì kết thúc cuộc gọi. Đi ngủ sớm. Nói sớm
chứ cũng đã gần 1 giờ sáng. Hằng trằn trọc một lúc thì ngủ thiếp đi. Nhưng chợp mắt chưa lâu thì có tiếng chuông điện thoại bàn ở phòng khách reo lên ầm ĩ. Chị giật mình choàng tỉnh và đi ra ngoài bắt máy. Chị càu nhàu: ai mà bất lịch sự gọi điện giờ này vậy kìa. Vừa mới alo thì bên kia đầu dây vang lên tiếng lao xao như ở nơi khá đông người, rồi một giọng đàn ông: đây là bệnh viện đa khoa Tháp Chàm, phải nhà của anh Trần Vĩnh Thuyên không ạ? Hằng hết hồn, chị hoang mang hỏi lại: dạ, tôi là vợ ảnh, có chuyện gì với anh? Xin báo với chị, anh Thuyên bị tai nạn giao thông, hiện đang nằm ở khu cấp cứu của bệnh viện. Chị vui lòng đến làm thủ tục cho anh ấy gấp ạ. Hằng hốt hoảng: trời ơi, có sao không anh? Dạ cũng khá nặng, với lại khi lái xe anh ấy có đèo thêm một người nữa, là phụ nữ, cũng đang bất tỉnh. Chị thu xếp đến ngay nhé. Hằng ngồi phịch xuống ghế, chiếc điện thoại rơi xuống lòng thòng bên cạnh. Chị thấy sợ hãi và chán nản ghê gớm. Thuyên là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Chiều nay anh cùng vài đồng nghiệp tổ chức tiệc tùng ăn mừng một hợp đồng quan trọng vừa được ký kết. Phải nói rằng công việc của anh đang thuận buồm xuôi gió hơn lúc nào hết. Là một người hoạt ngôn, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, anh rất được lòng ban giám đốc. Ngoài ra, với lối nói chuyện lôi cuốn, Thuyên cũng được không ít chị em đồng nghiệp độc thân có cảm tình, dù biết rõ anh đã có vợ con đề huề. Trong số này, Thảo Nhi làm Thuyên chú ý nhất. Cô là một nhân viên kế toán vừa vào làm chưa lâu. Nàng mới ngoài 20, nước da trắng trẻo, mịn màng, diện mạo xinh tươi, với đôi mắt nai tơ luôn mở to, không giấu vẻ kính trọng khi đối diện với Thuyên. Dưới mắt nàng, anh là mẫu đàn ông giỏi giang, đáng ngưỡng mộ. Không hiểu Thảo Nhi có biết Thuyên là một tay săn gái chuyên nghiệp hay không, nhưng cô luôn biểu hiện sự quyến luyến và bộc lộ tình ý với anh khá lộ liễu. Nếu người ta hay nói chữ trinh đáng giá ngàn vàng, thì với một tay chơi như Thuyên, làm sao có thể bỏ qua cơ hội bằng vàng này được. Cách đây 2 tháng, trong một lần đi công tác chung vào thành phố Hồ Chí Minh, Thuyên đã xếp đặt chuốc rượu Thảo Nhi say khướt để đưa nàng lên giường ngay đêm đầu trong khách sạn. Chính Thuyên cũng không bao giờ ngờ được cô gái này vẫn còn trong trắng cho đến khi ngủ với anh. Sau khi tỉnh rượu, Thảo Nhi diễn tuồng gào khóc như mưa, đòi tự tử đến mấy lần. Cô đề quyết anh đã làm hỏng đời con gái của mình. Nếu Thuyên không ly hôn vợ thì nàng sẽ lăn đùng ra chết thiệt cho coi. Nhìn mấy vệt máu đỏ lem nhem trên tấm ga trải giường, Thuyên có hơi ngờ ngợ, nhưng cũng suy nghĩ rất lâu về đòi hỏi đó. Phải nói việc này làm anh có chút áy náy với Hằng, vì trước kia dù có chơi bời bạc mạng đến đâu thì cũng chưa có con mắm nào đủ trình đòi anh bỏ vợ. Vậy mà lần này, với đôi mắt tròn xoe ngây thơ cụ, cùng với tấm thân nõn nà mơn mởn của gái mới lớn, Thảo Nhi đã dễ dàng hớp hồn Thuyên chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc. Chưa biết ai chăng ai hay ai cao tay hơn, nhưng khi nghe Thuyên thề sẽ ly dị vợ để lấy mình thì Thảo Nhi kín đáo quay đi, che giấu một nụ cười mãn nguyện. Trong công ty, giờ đây ai cũng hiểu ngầm về mối quan hệ của hai người. Nhưng thời bây giờ, chuyện tình công sở quá ư thường tình, đến nỗi chẳng mấy người quan tâm, xem đó là chuyện gì quá ghê gớm.
nếu Thuyên không kịp thời nhào vô quất Thảo Nhi thì sớm muộn gì cũng sẽ là một tên máu gái nhanh chân nào khác. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí có vài gã đồng nghiệp xỏ lá còn không thèm che giấu sự ganh tị. Có người còn nói thẳng thừng với anh: ông giỏi thật. À mà nó còn trinh không vậy? Thuyên thì khỏi nói rồi, cua được Thảo Nhi khiến anh ta hãnh diện ra mặt. Buổi tiệc kéo dài từ chiều, tăng một là ăn uống nhậu nhẹt, rồi sang tăng hai, cả bọn đi hát karaoke. Họ hét cho đến hơn 12 giờ đêm mới ra về. Khi đứng trước cửa quán, Thảo Nhi nũng nịu hỏi Thuyên: anh à, khuya quá rồi, làm sao em về được? Anh nheo mắt với nàng, lè nhè nói: về gì mà về, mình còn tăng ba nữa mà cưng. Thảo Nhi hỏi lại bằng cái giọng rất ngây thơ cũ: là đi đâu hả anh? Thuyên say lắm rồi, nói năng liếu cả lưỡi: là đi ăn, ăn em chứ đi đâu nữa. Hỏi kỳ. Nàng đấm vào vai anh thùm thụp: đồ quỷ nè. Thuyên cười phá lên hô hố, hết sức khoái trá. Khi rời khỏi quán là đã quá nửa đêm. Dù say quắc cần câu, nhưng Thuyên vẫn nhớ móc phone nhắn tin cho vợ, bảo không về nhà. Sau đó anh lảng quảng lấy xe, đèo Thảo Nhi cùng nhau đến một hotel quen thuộc, cách xa trung tâm gần cả chục cây số. Thuyền hay nói đi xa xa cho kín đáo, để tránh tai vách mạch rừng. Nhưng thật ra những chuyện anh làm ai mà không biết. Vì cái kiểu giấu đầu lòi đuôi của Thuyên thì cũng không biết kín đáo ở cái chỗ nào nữa. Tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm đó. Dù hơi men bốc lên mờ cả mắt, nhưng Thuyên chỉ cầm lái có một tay, còn tay kia đưa hẳn ra đằng sau, sờ soạng bốc hốt trong váy của người tình. Hai người ôm ấp giỡn hớt trên chiếc xe máy đang lao vun vút trong đêm vắng, mà không hề phát hiện ra một chiếc xe tải đang loạng choạng lao tới từ phía sau. Làm như gã tài xế chiếc xe ấy cũng đang say xỉn không kém gì Thuyên. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Thuyên bị gãy chân trái, còn Thảo Nhi thì chấn thương sọ não, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cả thị trấn tỉnh lẻ nhỏ xíu xôn xao bàn tán về cái scandal tình ái hết sức bôi bác này. Theo lời bác sĩ thì việc điều trị chấn thương của Thuyên phải mất nhiều thời gian và công sức. Dù bảo hiểm chi trả phần lớn viện phí, nhưng việc tốn kém chi phí và thu nhập giảm sút cũng gây tổn thất tài chính không ít. Trên đời này, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. Kẻ gây lỗi lầm thì phải trả giá và gánh mọi hậu quả của việc mình làm. Nhưng người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhất vẫn là hai mẹ con Hằng. Sống trong một nơi tỉnh lẻ như ở đây thì sức công phá của dư luận vô tâm lại càng đáng sợ. Riêng Hằng, trong gần một tuần lễ đó, chị không có thì giờ để tâm đến thị phi. Chị bận rộn đến kiệt sức, chạy tới chạy lui giữa nuôi bệnh, công việc và con cái. Cuối cùng chị phải thuê người nuôi Thuyên vì không còn đủ sức cán đáng mọi thứ. Thêm nữa, dù anh ta có tỏ ra hối hận việc mình làm và liên tục cầu xin chị tha thứ, nhưng Hằng vẫn không muốn nhìn mặt chồng. Chị chỉ còn cảm giác khinh bỉ đến không thể chấp nhận được. Hằng chán chường và ngán ngẩm cho bản thân mình đến vô cùng tận. Để giảm bớt phần nào gánh nặng và những ảnh hưởng xấu đối với con gái, chị quyết định tạm gửi bé Họa Mi về nhà ông bà ngoại một thời gian. Niềm an ủi duy nhất của Hằng
vẫn là những cuộc hẹn với Khôi mỗi đêm. Việc được nhìn thấy anh giống như tiếp thêm cho chị chút sinh lực để vượt qua lúc khó khăn này. Khôi hiểu điều đó. Nhìn gương mặt bơ phờ hốc hác của Hằng, anh chỉ biết an ủi và động viên. Chị hãy cố lên và ráng giữ gìn sức khỏe. Anh không bao giờ hỏi chị về Thuyên. Chỉ khi nào chị cần thổ lộ thì anh sẽ lắng nghe vô điều kiện. Cho đến đêm trước ngày đi công tác, anh dặn dò: em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Anh đi khoảng 3-4 hôm gì đó sẽ về. Trời, làm như là tối không còn gặp nhau nữa. Anh đi hay không cũng vậy thôi mà. Khôi trầm ngâm. Công việc lần này hơi nhiều, có thể mấy bữa đó anh sẽ mệt, không thức online nổi. Mà nhân dịp này em cũng nên ngủ nhiều hơn một chút cho lại sức. Hằng nhìn Khôi, chị cảm thấy có gì đó là lạ trong cách nói và nét mặt của anh. Anh nói mà không nhìn chị. Đừng có buồn nha em, anh về ngay thôi. Hằng dạ nhỏ và im lặng. Thấy chị buồn bã và mệt mỏi, Khôi tần ngần một lúc rồi bảo: thôi, đi ngủ sớm cho khỏe. Mai anh phải lái xe lúc 4 giờ sáng. Dạ. Khôi có vẻ lo lắng. Em cố ngủ đi, đừng để kiệt sức. Chị nhìn Khôi dặn dò: sáng mai đi, nhớ lái xe cẩn thận. Khôi gật gật đầu nói: anh biết rồi. Thật ra Hằng chợt thấy tủi thân. Chị giận Khôi vì biết anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không chịu thổ lộ. Anh có cái lối giấu giếm những trăn trở của riêng mình, cứ hay đắn đo mọi thứ, không dám liều lĩnh bày tỏ cảm xúc. Hằng thấy bực mình vì anh quá lý trí đến không cần thiết. Nhưng thôi kệ, bây giờ đi ngủ đã, vì ngày mai còn phải vô thanh toán viện phí cho Thuyên. Nhưng mới 4 giờ sáng thì cái phone của Hằng rung lên bần bật trên bàn ngủ. Mắt nhắm mắt mở, chị với tay cầm lấy điện thoại và bực bội hỏi: alo, ai đấy? Giọng Khôi vang lên: anh đây. Hằng tỉnh ngủ ngay lập tức. Gì thế anh? Em nghe. Anh nói nhẹ như một hơi thở: em có muốn đi với anh không? Ồ, giờ thì muốn gặp em rồi sao? Rồi chị hỏi tiếp mà như một câu trả lời: nhưng sao em đi được? Em đã nói gửi gắm họa mi và thuê mướn người chăm sóc cho anh ấy rồi mà. Chị ngập ngừng trách anh: nhưng anh hỏi bất chợt làm em bối rối quá, chẳng chịu bàn tính trước gì cả. Khôi cố gắng giải thích: mấy ngày trước thấy em bận quá nên anh không thể. Anh muốn gặp mặt em. Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp: giờ anh phải khởi hành, không thì muộn mất. Hơn 2 giờ nữa anh sẽ đi ngang chỗ em. Nếu đi thì em hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Trước khi đến nơi anh sẽ gọi lại để hẹn chỗ đón em. Hằng bối rối thật sự. Chị nói lắp bắp: Nhưng mà em biết làm sao bây giờ? Chẳng nhân nhị gì hết. Còn 2 tiếng để em suy nghĩ và chuẩn bị. Quyết định sao thì cũng hãy gọi cho anh biết. Và Khôi kết thúc cuộc gọi. Nhưng Hằng không thể ngủ lại hay bắt đầu chuẩn bị hành lý như lời Khôi dặn. Chị ngồi bất động một lúc lâu, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ. Quen Khôi nửa năm nay, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ sẽ tới lúc hai người phải gặp nhau thật ngoài đời. Đồng ý rằng trong tất cả mối quan hệ đúng nghĩa đều phải đi đến chỗ gặp gỡ thật sự, người thật việc thật, giáp mặt nhau bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ đơn giản là hình ảnh, âm thanh qua cái màn hình vô tri vô giác, khi mờ khi rõ,
của mạng 4G. Chị phải tự thú nhận với bản thân rằng rất nhiều lần chị có khao khát mãnh liệt được gặp anh, được gần gũi anh trong vòng tay và môi hôn ấm áp. Có lẽ Khôi mong mỏi điều đó còn nhiều hơn cả chị, vì chính anh đã không chịu đựng nổi sự nhớ nhung, thèm khát con người thật của chị, nên mới bày ra chuyến đi công tác xa nhà này. Anh muốn chuyển mối quan hệ lâu nay từ một mối tình ảo mơ hồ trở thành tình yêu xác thịt, gắn kết thật sự. Hằng biết rõ điều đó và chị thấy hoảng sợ. Chị vẫn đang có gia đình, vẫn chưa ly hôn chồng, và chồng chị đang nằm rên xiết trên giường bệnh. Dù anh ta có tồi tệ đến thế nào thì hiện thời cũng đang trong hoàn cảnh phải dựa dẫm tất cả vào chị. Làm sao có thể bỏ chồng trong bệnh viện, bỏ con gái đang trú ngụ ở nhà ông bà, để đi đến một cuộc hẹn hò với tình nhân mà chị biết sẽ không tránh khỏi một cuộc gặp gỡ nóng bỏng giữa hai thân xác đang khao khát vì đã cô đơn rất lâu rồi. Sau đó thì sao? Chị có thể chịu đựng được sự chỉ trích dằn vặt của lương tâm và dư luận được không? Đó là còn chưa kể đến gia đình và bé Họa Mi sẽ nghĩ sao về chị? Hằng bất giác lẩm bẩm thành tiếng. Không thể như thế. Và nước mắt chị đột nhiên chảy ràn rụa, không sao kìm lại được. Chị quyết định nhắn cho Khôi mà không chờ anh gọi. Anh à, em rất xin lỗi. Trong hoàn cảnh này, em không thể đi với anh. Thông cảm cho em. Hãy đi công tác vui nhé. Tối rảnh thì mình gặp gỡ online nha anh. Không cần gọi lại đâu, vì bây giờ em phải vào bệnh viện. Lái xe cẩn thận. Em yêu anh. Hằng. Lúc dắt xe ra cổng thì Khôi gọi. Hằng kêu lên. Đang lái xe mà sao nói chuyện điện thoại vậy anh? Anh dừng lại để nói với em. Anh hiểu em. Nhưng từ hôm nay cho đến khi anh về, bất cứ lúc nào em đổi ý thì hãy đến với anh. Anh vẫn chờ em từ bây giờ. Ráng giữ sức khỏe nhé. Hằng thừ người ra một lúc lâu rồi mới chạy xe đến bệnh viện. Sau khi đóng tiền xong thì chị đến thẳng phòng bệnh của Thuyên, nhưng không thấy anh ở đó. Cô hộ lý được thuê chăm sóc anh cũng vắng mặt. Bệnh nhân nằm cùng phòng nói rằng có thấy cô hộ lý đẩy xe lăn của anh đi ra ngoài từ sớm, cũng khá lâu rồi. Hằng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường chờ đợi. Chị bực bội nghĩ thầm, không lo cái chân què mà còn chạy đi đâu nữa không biết. Nhưng thắc mắc của chị được trả lời ngay sau đó. Một mảnh giấy A4 gấp tư, có lẽ do Thuyền để quên, nằm lăn lóc cạnh cái gối đầu giường. Thấy hơi lạ, chị tò mò mở ra xem. Trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: em khỏe rồi, nằm một mình bên khu B, buồn quá, nhớ anh thấy mồ à, Thảo Nhi. Hằng nghiêm mặt, nhưng rồi lại cười mỉm. Chị đặt mảnh giấy về chỗ cũ, rồi thản nhiên quay lại ghế ngồi, tiếp tục chờ đợi. Cũng may, chỉ hơn 10 phút sau thì cô hộ lý đẩy chiếc xe lăn của Thuyên về tới. Thấy Hằng đang ngồi, Thuyên reo lên vẻ mừng rỡ. Em mới tới hả? Anh sắp ra nằm phòng dưỡng bệnh ở phía ngoài rồi. Hằng thản nhiên nói. Tốt quá, vậy anh đã khỏe nhiều rồi phải không? Thuyên cười tươi rói. Khỏe hơn lúc nào hết, em đỡ cực rồi. Hằng khó chịu nhìn Thuyên soi mói và nói một câu khiến anh ta chưng hửng.
Anh cũng biết vậy hả? Nhưng có cực khổ gì nữa đâu anh. Vì từ nay việc của em cũng xong rồi. Thấy Thuyên tỏ vẻ khó hiểu, chị nói luôn: em đã đóng hết viện phí cho anh, và anh cũng đã khỏe lại. Từ nay tự lo thân nhé, em sẽ không vào đây nữa. Thuyên ngơ ngác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hằng đã đứng dậy, nói luôn một hơi: em đã thảo xong đơn và giấy thỏa thuận ly hôn. Khi nào anh xuất viện thì chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện lần cuối. Bây giờ em về, còn phải qua nhà ngoại đón con nữa. Khoan đã, em nói cái gì vậy? Không thèm trả lời, mặc cho Thuyên kêu réo, Hằng vẫn tỉnh bơ, rảo bước đi nhanh ra cửa. Trên đường về, chị định đi đón con, nhưng đầu óc cứ suy nghĩ lan man nên chạy xe thẳng luôn về nhà. Chưa bao giờ chị thấy câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đúng với Thuyền đến thế. Nằm liệt giường với cái chân gãy, vẫn không thôi tìm cách qua lại với gái. Chị trông mong gì ở người đàn ông này? Thật ra Hằng đã thảo đơn từ gì đâu, chỉ là xuất phát từ cơn giận bản thân ngu ngốc nên nhất thời nảy ra câu nói đó. Vì khi hiểu ra mọi tận tụy hy sinh và tinh thần trách nhiệm mà chị cố làm cho gia đình, chỉ là trò cười ngu ngốc vô nghĩa lý đối với Thuyên, thì chị nổi giận thực sự. Hằng tự nói với chính mình: sao không quyết định buông tay để thử sống cho bản thân một lần. Chị chợt nhớ ra rằng không còn bao lâu nữa thì mình sẽ đến 40 tuổi. Vậy thì còn chờ gì nhỉ? Bây giờ cứ để con bé ở nhà ngoại vài hôm, chị sẽ ngủ một giấc cho đã mắt, vì khá lâu rồi chưa được thẳng giấc một cách đúng nghĩa. Đêm đó vào lúc 10 giờ như thường lệ, Hằng online đợi Khôi. Chị tin rằng anh sẽ xuất hiện như mọi khi. Làm sao không chứ, vì đã hơn 6 tháng qua là hơn 180 đêm, không thiếu một đêm nào. Hai đứa bên nhau vui vẻ biết mấy, chưa từng có ai vắng mặt. Nhưng Khôi không xuất hiện. Anh offline, đèn trạng thái tắt ngấm. Hằng chờ từ 10 giờ đến gần nửa đêm và gục đầu ngủ quên trên bàn phím máy tính. Nhưng chỉ được một lúc thì chị giật mình thức giấc, và cũng lần đầu trong đời Hằng òa lên khóc vì uất ức, vì một người đàn ông không phải chồng mình. Ủa, mà chồng con gì chứ, chị đâu còn công nhận Thuyên là chồng. Khóc xong, Hằng ngồi yên suy nghĩ rất lâu và đi đến quyết định. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, chị bấm điện thoại gọi trực tiếp cho Khôi. Mặc kệ, dù hắn ta, giờ thì gọi bằng hắn. Có đang ở cạnh ai, đang vui vẻ với ai thì chị cũng gọi. Phải gọi cho bằng được, để hỏi cho ra lẽ vì sao anh không đến chỗ hẹn. Mới đi có một ngày mà anh đã quên em rồi sao? Nếu không gọi được, chị sẽ tức uất, đau lòng mà chết mất. Chuông điện thoại reo lên từ đầu bên kia rất lâu, lâu đến nỗi Hằng nghĩ Khôi không thèm bắt máy. Cứ thế chị gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, và nhiều lần nữa. Cứ bấm bấm như một con điên. Đầu bên kia có chuông nhưng Khôi không bắt máy. Hằng cả quyết Khôi đang bận rộn với ai đó nên không để ý tới phone. Chị còn vẽ ra nhiều tình huống ghê gớm khác trong đầu. Hay là hắn giận chị nên quyết định lờ đi. Hằng chán nản, ngồi khoanh tay, gục đầu xuống bàn. Được một lúc thì lại thiếp đi trong mệt nhọc. Chị mơ thấy Khôi nói với vẻ tức giận:
anh muốn chia tay, để em toàn tâm toàn ý lo cho chồng. Rồi anh quay lưng đi cùng một cô gái khác, mặc cho chị kêu gào khóc lóc. Chị giật mình choàng tỉnh mà nước mắt đầm đìa. Hằng thầm nói mình sẽ gọi lại lần cuối. Nếu không được thì đành chấp nhận việc Khôi không còn muốn nhận cuộc gọi của chị. Bên kia chuông điện thoại vẫn reo. Nó reo rất lâu, cho đến khi Hằng thấy tuyệt vọng. Chị lẩm bẩm: anh rời bỏ em rồi nhỉ? Nhưng không phải. Ngay lúc đó tiếng Khôi vang lên hốt hoảng: trời ơi, sao gọi anh giờ này? Sao anh không online? Sao anh chậm bắt máy vậy? Không nghe em gọi sao? Tiếng Hằng khóc thút thít như bị oan ức lắm. Khôi hoảng vía thật sự: có chuyện gì vậy? Sao em khóc? Nghe hai người nói chuyện với nhau mới thấy thật là kỳ cục. Vì ai cũng đặt ra câu hỏi mà không có ai chịu trả lời. Nín khóc, có chuyện gì nói anh nghe. Anh đang ở đâu? Vẫn có tiếng thúc thích. Khôi dỗ dành: nín đi cưng. Này nhé, anh xong cuộc họp ở Phan Thiết lúc 7 giờ tối. Sau đó ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp tới 10 giờ đêm. Rồi về hotel, tắm rửa cho tỉnh táo, trả phòng, rồi lên đường đi Tuy Phong. Để kịp sáng mai làm việc. Anh đã nói trước là anh sẽ offline đêm nay, em quên rồi sao? Trời ơi, anh đang chạy xe hả? Phải. Điện thoại anh để trong cặp, ở chế độ rung vì hay họp hành. Lại không nghĩ đêm hôm có ai gọi. Khi phát hiện, anh phải tấp xe vô lề, mở cặp, lấy phone ra, nên em mới phải chờ lâu đến thế. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Anh làm em khóc hết nước mắt rồi nè. Khóc lóc cái gì không biết nữa, mít ướt quá. Anh sắp tới nơi rồi. Anh đi đi, em chờ. Khôi kêu lên: chờ gì nữa hả trời, khuya lắm rồi, lo ngủ. Mà thôi, khi tới nơi, lấy phòng khách sạn xong, anh sẽ gọi nhé. Dạ, anh đi đi, nhớ chạy xe cẩn thận, đi tối nguy hiểm quá. Khoảng 30 phút sau thì Khôi đến thị trấn Tuy Phong. Sau khi nhận phòng khách sạn, anh gọi lại ngay cho Hằng. Nhưng lần này ở đầu dây bên kia, tiếng ỏi ý e liên tục báo tin ngoài vùng phủ sóng, khiến anh kinh hãi thật sự. Gọi đi gọi lại đến mấy lần vẫn thế. Khôi hoang mang vì không hiểu Hằng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đành phải nhắm mắt ngủ một chút. Sáng sớm mai còn có một cuộc hẹn làm việc với khách hàng, không thể đến trễ. Anh than: trời ạ, Hằng ơi là Hằng, em biết cách làm anh sốt vó quá đi. Thật ra suốt cả ngày chạy lung tung công việc, Hằng quên bén chuyện sạc pin cái điện thoại. Lúc nằm chờ Khôi gọi thì chị ngủ quên luôn vì quá mệt mỏi. Còn cái phone thì cũng tắt ngấm vì chẳng còn chút pin nào. Lúc thức dậy là đã gần 8 giờ sáng. Mở được nguồn cái phone thì Hằng thấy một đống tin nhắn đang nằm chờ. Sao không gọi được vậy? Sao lại off phone? Em có sao không vậy? Phải phone em hết pin không? Anh phải đi làm, 10 giờ sáng đợi phone của anh, vân vân và vân vân. Hằng mỉm cười nhắn lại: phone của em hết pin, em xin lỗi anh, nhớ gọi lại cho em. Chị vào trong phòng lấy ra một cái túi xách, cho vào đó vài bộ quần áo cùng mấy thứ vật dụng cá nhân, rồi để sẵn trên ghế sofa. Chị quyết định sẽ đi Tuy Phong để gặp Khôi. Đúng hẹn 10 giờ thì Khôi gọi. Nhưng
anh chưa kịp nói thì Hằng đã nói trước. Em đến với anh đây, chắc khoảng 12 giờ trưa thì tới. Anh ra bến xe Liên Hương thì phải, đón em được chứ? Khôi như lặng người đi vì bất ngờ, anh reo lên. Trời ơi, em nói thật không? Thật mà, chuẩn bị đón em đi. Đây mới đúng là lần đầu tiên trong đời Hằng đi đến nơi hẹn với người đàn ông mà chị yêu, nhưng chưa từng gặp mặt. Tại một nơi có biển đẹp hoang sơ, chỉ cách nơi chị ở có hơn 70 km, mà chị cũng chưa lần nào ghé tới. Khôi đứng đợi chị ngay ngoài cổng bến xe. Vừa nhìn thấy anh, Hằng như lặng người đi vì không ngờ anh quen thuộc đến thế. 6 tháng này chỉ trông thấy nhau qua màn hình nhỏ xíu của điện thoại và máy tính. Vậy mà ở ngoài đời, nhìn Khôi chẳng có gì lạ lẫm so với hình ảnh được xây dựng trong trí tưởng tượng của Hằng. Thấy chị, anh bước tới với dáng điệu hết sức bình tĩnh và nói nhẹ nhàng. Chào mừng em đến với Tuy Phong. Rồi dắt tay Hằng dẫn đến chiếc ô tô đổ gần đó. Cách anh đón chị cứ như cả hai người đã quen nhau từ kiếp nào rồi. Nhưng khi ngồi hẳn vào trong xe, anh chồm người qua ghế phụ, ôm hôn lên má chị một cách say đắm nồng nàn. Anh khẽ nói, giọng run run cảm động. Anh biết ơn em lắm, Hằng à. Chị nhìn anh cười rạng rỡ, vì chị biết rõ mình đang bắt đầu cho một chuỗi ngày tháng dài sau này mà sự ưu tư sẽ tan biến mất. Khôi đưa Hằng ra bãi biển, anh bảo chị, hãy để sóng biển Tuy Phong cuốn trôi hết mọi phiền muộn đau lòng đi em nhé. Hãy chỉ nghĩ đến tương lai của chúng ta thôi. Dĩ nhiên lần đó chuyến công tác của Khôi kéo dài hơn dự kiến, vì nó biến thành tuần trăng mật tuyệt vời không định trước của cả hai. Chỉ vài ngày ở đó, Hằng biết số phận để mỉm cười khi ban tặng Khôi cho chị. Và chị cũng phải công nhận, cái lần duy nhất vô mạng tìm kiếm người yêu đầy may rủi lại có thể thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Có một việc mà chị hay nói với anh, nếu hôm ở bệnh viện em không gặp lá thư tay của Thảo Nhi, có lẽ em đã bỏ lỡ mất anh rồi. Đúng ra em phải cảm ơn cô ấy thật nhiều. Khôi cười xòa, định mệnh sắp đặt tất cả em à. Chị thích ôm Khôi từ phía sau và áp má vào lưng anh, nói lại một điều mà anh đã nghe đến mấy lần. Trong đời người ta chỉ có ít lần quyết định đúng đắn. Một trong những lần đó của em là đến với anh. Nên em yêu Tuy Phong. Em yêu anh lắm, biết không ông xã?